Bạn, hôm nay Vân không ở trong một cái vườn quen thuộc là vườn ớt nữa, mà Vân đang ở trong một vườn dưa leo. Vân sẽ quay cho các bạn xem là cái dưa leo ở đây nó như thế nào nhé. Hiện tại thì dưa leo này nó đang rộ hoa ở những cái tầng chân. Đây, rộ hoa ở tầng chân ha. Và bởi vì lực cây rất là tốt nên cái việc mà chủ vườn quyết định là giữ những cái trái mà nó ở dưới tầng chân để thu hoạch thì đó là một điều mà cũng không có vấn đề gì ha. Đây, cái lực trái rất là tốt. Cái màu sắc lá cũng ổn ha. Tuy nhiên á, khi mà bạn để ý là bạn đi thăm vườn vào buổi sáng sớm á, thì các bạn sẽ thường thấy là những cái giọt sương như thế này nó đọng trên mép lá nè. Ha. Những giọt sương nó đọng trên mép lá. Nếu về nông nghiệp á, thì người ta sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu. Bởi vì sao? Khi mà sương đọng trên mép lá này thì nó có nghĩa rằng là độ ẩm nó sẽ cao ha. Và nguyên cái buổi đêm mà nó tạo ra cái hiện tượng này làm độ ẩm xung quanh lá nó cao thì nguy cơ dẫn tới các loại bệnh như là dạ sương mai này, phấn trắng hay là ví dụ những cái loại khác như trên ớt thì ví dụ nó là như là botrytis á, là những cái bệnh mà nó sẽ gây ảnh hưởng tới cây ha. Nên những cái loại cây thương phẩm, đặc biệt là những loại cây mà cây mà họ chơi lá hay chơi lá thì họ không muốn cái điều này xảy ra ha. Và nguyên nhân tại sao mà lại có cái hiện tượng này xảy ra, mình đã từng thấy có một bài nói về cái nguyên nhân mà chạy đọng xương trên lá là nói liên quan tới OC ha. Nhưng đối với cái những cái sự hiểu biết của bản thân mình á thì mình thấy rằng cái OC nó không có đóng quá nhiều nó gây ra nhiều nguyên nhân trong cái trường hợp mà đọng xương trên lá như thế này. Các bạn để ý ha, ngoài rìa mép lá nè, ok. Thì theo mình á, thì cái việc mà đọng xương trên lá ở đây nó liên quan nhiều tới việc độ ẩm và nhiệt độ không khí. Bạn biết rằng là vào ban đêm á, thì nhiệt độ không khí sẽ giảm dần và độ ẩm nó sẽ tăng lên ha. Có một mối tương quan rất là mật thiết giữa độ ẩm, ở đây mình đang nói là độ ẩm tương đối ha. Độ ẩm tương đối là cái lượng hơi nước ở trong không khí vào một thời điểm nhiệt độ nhất định ha. Độ ẩm tương đối liên quan tới nhiệt độ nhé, còn độ ẩm tuyệt đối thì không liên quan tới nhiệt độ. Và khi mà cái độ ẩm tương đối này nó cao và nó cao vượt quá mức bão hòa trên 100% thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đọng xương trên lá. Và khi nào thì xảy ra cái hiện tượng đọng xương trên lá? Thường là vào ban đêm khi mà độ ẩm nó tăng cao. Bạn biết rằng là ở cái môi trường mà đặc biệt là hôm qua mà cái thời tiết nó muốn mưa, hôm qua ở cái vùng Lâm Hàm Đức Trọng mình có mưa ha, thì độ ẩm nó rất là cao vào ban đêm và cái nhiệt độ thì thường nó sẽ hạ thấp. Khi vậy á, thì nó sẽ làm cho nhiệt độ không khí nó bị cái độ ẩm nó bị bão hòa và nó gây ra cái hiện tượng này gọi là điểm sương. Còn tại sao mà mình nói là ở đây hiện cái OC nó không có liên quan gì tới cái vấn đề mà đọng xương trên lá, là bởi vì bạn để ý nè, cái OC mà mình đo được ở trong cái giá thể nó thấp thôi. Anh đang chạy vào là OC khoảng 2, nhưng mà cái OC mình đo được nó chỉ còn là khoảng 1.5 thôi, thì nó không liên quan gì tới cái vấn đề này cả. Một cái nguyên nhân nữa làm cho cái việc mà đọng xương trên lá nữa là nó liên quan tới cái việc mà gọi là cái áp suất rễ. Ban đêm nếu mà cái chương trình nước cuối ngày của bạn mà nó làm độ ẩm nó vẫn còn cao á, thì trong ban đêm á cái lực nước nó vẫn đi lên được, thì cái sự bốc thoát hơi nước qua cái bề mặt lá vẫn nhiều ha. Cái bề mặt lá và ban đêm nếu cái nhiệt độ lá nó thấp hơn so với nhiệt độ không khí cộng với cái độ ẩm cao sẽ gây ra cái điểm sương như thế này. Một phần rất là hay liên quan tới cái vấn đề là điểm xương hay gọi là tiêu á, nó là gọi là VBD. VBD là pressure deficit, nó là có nghĩa rằng là nó là cái sự đó là một cái chủ đề mà rất hay ha. Mình nghĩ là nó đáng được vào một cái hội thảo riêng biệt để về nói về cái vấn đề này. Mình nghĩ đó là một cái rất là quan trọng đối với những bạn làm nông nghiệp,
các bạn nên tìm hiểu về nó để hiểu được nó, để từ đó các bạn điều khiển được cây trồng vào cái theo cái mình mong muốn ha. Mình quay lại cái lá này ha. Thường nếu mà khi mà cái nước này mà nó đọng ở trên đây mà lâu nè, khi vào trưa mà nó không có hết đi nè, thì nó sẽ chín ở đây, nó sẽ gặp ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ gặp những cái giọt sương này, nó sẽ làm những giọt sương này nó có tác dụng giống như một cái thấu kính hội tụ, nó làm cho cháy rì mép lá ha. Bạn các bạn để ý á, đôi khi á, những cái chương trình vân người ta đi, người ta thấy là cháy rì mép lá hơi nhiều. Khi mà cháy rì mép lá hơi nhiều thì người ta nghĩ tới là thiếu kali, nhưng mà họ đó là một cái nhìn mà chưa sâu sát vấn đề ha. Cái đối với cây dưa leo á, thiếu kali không chỉ biểu hiện trên cái lá đâu, nó còn biểu hiện trên trái rồi nữa. Nếu bạn thấy trái nó bình thường mà chỉ có lá này bị thế này, mà buổi sáng nó còn nó bị có cái đọng xương mà nắng nó cao á, nó làm chạy, thì nó sẽ cháy mép lá chứ không phải thiếu kali nhé. Một trong những cái lưu ý khi các bạn chăm cây thì nên kiểm tra lại là có những cái sự hiện tượng như thế này xảy ra không nhé. Hôm nay thì mình chỉ nói sơ về cái vấn đề về điểm xương và cái hiện tượng mà xương đọng trên lá vào buổi sáng. Hy vọng là một thời gian nữa khi mình có thể sắp xếp được thời gian, mình sẽ làm một cái bài hội thảo liên quan tới VBD để truyền tải tới những cái gì mà mình biết đến cho các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.